Dạ vâng, em Sơn Lâm, nhà đất Gia Lai, mến chào quý anh chị và quý bà con và các nhà đầu tư ạ. Hôm nay em đăng tải lên cho quý anh chị và quý bà con chúng ta tham khảo một lô đất mặt tiền đường tại trung tâm thị trấn Chư Sê quý anh chị nhé. Vâng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và lô đất mặt tiền đường của chúng ta thì ở khu dân cư rất là đông quý anh chị nhé. Khu vực này quý anh chị chúng ta mua cái sản phẩm này thì có thể kinh doanh buôn bán đều phù hợp ạ. Dân cư ở đây thì rất là đông, quý anh chị có thể thấy hiện hữu trên màn hình nhé. Đường xá của chúng ta thì rất là to, rộng và thông thoáng quý anh chị ạ, và đẹp ạ. Và lô đất mặt tiền đường của chúng ta thì bắt đầu từ cái vị trí tay em chỉ đây nhá. Đó, kéo sang bên này là 6m ạ. Và chiều sâu 50m và đã có 200m đất thổ cư rồi quý anh chị nhá. Vâng, rất là giá trị và thuận tiện cho một lô đất mặt tiền đường tại trung tâm thị trấn Chư Sê. Và lô đất mặt tiền đường của chúng ta thì gia chủ có ký gửi kênh nhà đất bên em bán với giá 2,2 tỷ cho tổng lô đất chúng ta. Và giá này thì còn thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị nhé. Quý anh chị nào cảm thấy phù hợp với tài chính cũng như là phù hợp với vị trí thì gọi điện cho em. Em sẽ tư vấn quý anh chị cụ thể hơn và đưa quý anh chị đến xem trực tiếp để chúng ta thương lượng quý anh chị nhé. Vâng, gia chủ thì rất là thiện chí bán nên chúng ta có thể đến thương lượng với một cái mức hợp lý thì thôi quý anh chị nhé. Em xin nhắc lại địa chỉ thông tin lô đất chúng ta. Đất chúng ta có địa chỉ tại trung tâm thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và lô đất mặt tiền đường của chúng ta thì ở đường nhựa thông thoáng rất là to, rộng và đẹp quý anh chị nhé. Khu dân cư rất là đông đúc và phát triển. Và đất chúng ta thì gia chủ có gửi bên em bán với giá 2,2 tỷ nhé. Vâng, quý anh chị và quý bà con xem kênh thì ủng hộ nhà đất em một lượt like và một lượt đăng ký kênh để luôn luôn đón xem những video tiếp theo mà nhà đất Sơn Lâm em đăng tải lên. Vâng, bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ.